các bạn, trong video này thì mình sẽ tiếp tục đi nói về một trong cái tính năng rất là hay trong cái tab Atmosphere, đó là tính năng Horizon. Thì tính năng Horizon cho phép các bạn thay đổi cảnh quan xung quanh công trình này. Thì ở đây mặc định ấy, các bạn thấy là nó có hai lựa chọn, một là source tức là nguồn cảnh quan. Thì ở đây các bạn kích vào đây nó ra rất nhiều các cái lựa chọn cho chúng ta lựa chọn. Thì bên dưới này là rotate, tức là để giúp bạn xoay cái cảnh quan này đi để cho nó phù hợp với khung nhìn. Thì ở đây mình để sẵn một cái công trình ở đây. Đây là một công trình sample của Revit thôi nhé. Các bạn mở ra, các bạn xoay thì nó sẽ ra cái này. Thì clear thì các bạn thấy là xung quanh này nó không có cái gì cả, không có gì đặc biệt. Rồi, mình để skybox. Nếu như các bạn chọn skybox thì ý nghĩa của skybox này nó nghĩa là gì? Nó sẽ giúp các bạn đặt cái công trình của chúng ta vào một cái nền, đặt công trình của ta vào một cái bức ảnh nào đó. Đấy, nếu như các bạn có một cái bức ảnh sẵn ấy, thì bạn có thể loát vào đây, bạn kích vào đây, các bạn loát một cái hình ảnh, bạn đặt vào trong công trình, đặt vào đây thì công trình của ta sẽ đặt trên cái nền đó. Thì đây là một cái tính năng giống như các bạn khi các bạn render xong, bạn lại phải move sang Photoshop hoặc một phần mềm chỉnh sửa ảnh gì đấy, bạn chỉnh cảnh quan, thì cái skybox này nó giúp chúng ta làm cái việc đấy. Đấy. Tất nhiên nó không chuyên nghiệp bằng các phần mềm khác, nhưng mà nó cung cấp chúng ta một cái lựa chọn như này cũng rất là hay. Rồi khi các bạn load vào thì nó có thêm hai cái lựa chọn là điểm độ sáng này, xác định cái điểm sáng nhất giống như là cái ánh mặt trời ấy. Đấy, chiếu, và cái độ sáng trung bình này, set độ sáng trung bình đây. Rồi, ok, nhưng mình nghĩ là các cái lựa chọn bên dưới của nó cũng rất là hay và đáng để lựa chọn cho chúng ta, bởi vì chúng ta có một loạt các cái lựa chọn ở đây mà thằng Enscape nó cung cấp sẵn rồi. Ví dụ desert này, các bạn thấy là chúng ta chuyển về sa mạc. Đấy, đây các bạn thấy công trình ta ở ngay sa mạc ở đây. Đấy, nếu mà mình ẩn cái thằng địa hình topo surface của thằng Revit này đi thì trong công trình chúng ta sẽ thật hơn, các bạn sẽ thấy nó thật hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta chuyển về forest. Đấy, các bạn thấy là chúng ta ở trong rừng, và đây các bạn thể xoay để điều chỉnh cảnh quan. Đấy, xung quanh nó như thế này. Rồi tương tự các bạn thấy là chúng ta có mountain, cảnh rừng núi này, cảnh công trường thi công này. Đấy, các bạn thấy là cảnh công trường thi công này, cảnh công trường thi công. Rồi chúng ta lại có cái town ở thị trấn này, rồi mình có cả urban ngoại ô, vân các cái lựa chọn khác nữa. Đây thì tùy mục đích sử dụng các bạn chọn cái nào cũng được, và ý nghĩa của nó là như vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.